xuân đẹp như một bài ca, mênh mang biển hát đón chào mùa xuân. Từng đàn chim én lượn bay, bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi, càng làm say đắm lòng ta khi mùa xuân mới đang về. Biển trời như sóng bùng lên, hàng ngàn tia nắng đầu tiên rộn ràng trên những gian quan, chạy lòng làm con nhớ tới. Giờ này nơi ấy quê nhà, mẹ hiền đứng ngóng bên hè, lặng nhìn xa phía chân trời, bồi hồi ngóng trông con. Gia đình là một nhân tố không thể thiếu và gần như quan trọng nhất trong xã hội Việt Nam từ xưa.